Theo chuyên gia Magnus Stenland, việc gửi JAS-39 Raven tới Ukraine sẽ đặt Thụy Điển vào tình thế tồi tệ nhất trong số tất cả các nước phương Tây. Chúng tôi thấy mình đang ở trong tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Chúng tôi khác với hầu hết các nước phương Tây, ở chỗ chúng tôi gửi cho Ukraine những vũ khí hiện đại nhất của mình. Những nước khác chỉ dừng lại ở chỗ, họ cần thay thế hoặc hiện đại hóa vũ khí. Điều này cũng áp dụng cho máy bay chiến đấu F-16. Còn máy bay Gripen loại tốt nhất mà chúng tôi có, ông Stenland nói. Vị chuyên gia này cho biết thêm rằng, Thụy Điển thậm chí còn chưa phải là thành viên NATO, nhưng vẫn hành xử như thể đã là thành viên chính thức của khối. Đánh giá về lợi thế của Ukraine trong trường hợp nhận được Gripen, tờ Warzone cho rằng những chiếc Gripen sẽ hỗ trợ khả năng chiến đấu của Ukraine nhờ hệ thống radar và sự tương thích với tên lửa tầm xa M120 và Meteor. Ngoài ra, khả năng tối ưu hóa của Gripen từ các căn cứ phân tán và đường bay ngắn, quá trình bảo trì đơn giản và chi phí vận hành thấp khiến nó trở thành một ứng viên hoàn hảo cho không quân Ukraine. Dù không được xếp vào dòng chiến đấu cơ hạng nặng, nhưng Gripen vẫn rất mạnh mẽ. Máy bay trang bị động cơ Volvo AM-12 dựa trên động cơ tuabin phản lực cánh quạt F-404 được sử dụng trên tiêm kích Hornet của Hải quân Mỹ, với cánh quạt được thiết kế lại để hạn chế phản xạ radar. Ngoài ra, nó cũng được trang bị bộ nguồn phụ và hệ thống tự chẩn đoán kỹ thuật số để các kỹ thuật viên bảo trì từ xa. Về đạn dược, JAS-39 được trang bị một pháo Mauser 27mm trong thân máy bay, có khả năng mang 6 tên lửa lớn cũng như 2 tên lửa tầm ngắn. Hệ thống radar PS-05A của nó có thể theo dõi các mục tiêu trên không và trên mặt đất, đồng thời chống nhiễu và dẫn đường cho 4 tên lửa M120 nhắm vào các mục tiêu cùng lúc. Các thiết bị điện tử khác gồm hệ thống định hướng quán tính laser vòng, thiết bị nhận cảnh báo radar, có thể được sử dụng để chuyển hướng các cuộc tấn công. Cho tới nay, các vũ khí của Mỹ, châu Âu, Israel và Thụy Điển có thể tích hợp với tiêm kích JAS-39 Gripen bao gồm tên lửa không đối không tầm ngắn Sidewinder, Darter, Iris-T, ASA-AAM và Python 4. Ngoài ra, còn có tên lửa không đối không, có radar dẫn đường tầm xa và tầm trung Meteor, Mika, Skyflash và M120. Tên lửa không đối đất Maverick và tên lửa chống hạm ABS-15F. Cùng với đó là bom dẫn đường GPS và bom dẫn đường laser đường kính nhỏ. Tên lửa hành trình KEPD-350 Taurus. Với gói vũ khí khổng lồ có thể mang theo, JAS-39 Gripen đủ sức gây thiệt hại lớn với bất kỳ mục tiêu nào nó tấn công. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.